Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sau cơn bão số 6, thì khu vực Biển Đông lại tiếp tục đón thêm áp thấp và bão mới. Theo cơ quan khí tượng trên vùng biển phía đông của Philippines, khoảng ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 có khả năng hình thành một cơn bão có thể di chuyển vào Biển Đông vào những ngày cuối tuần sau. Hiện nay ở phía đông đảo Luzon, Philippines xuất hiện cơn bão mang tên quốc tế là Kamegi. Theo dự báo, khoảng ngày 18 tháng 11, cơn bão này sẽ đi vào khu vực phía bắc biển đông của nước ta. Tuy nhiên, bão sẽ nhanh chóng bị suy yếu bởi một khối không khí lạnh cường độ rất mạnh tràn xuống và tan thành một vùng áp thấp. Đến ngày 20 đến 21 tháng 11, trên vùng biển phía đông của Philippines lại có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào biển đông vào những ngày cuối tuần sau. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với những nhiễu động trong đới gió đông ở các tầng khí quyển trên cao, nên ở các tỉnh Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn, trọng tâm mưa rất to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tại chưa thể dự đoán chính xác đường đi của cơn bão này nên người dân cần phải hết sức cẩn trọng và đề phòng. Thậm chí trong nửa cuối tháng 11, thậm chí là qua cả tháng 12 sẽ còn nhiều áp thấp bão xuất hiện do giải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh.